Alo, xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình cái clip này như tiêu đề mình đã nói thì mình sẽ chia sẻ cách bắn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để làm sao để có thể bắn tất cả mọi vị trí ở trong cái bản đồ. Thì các bạn sẽ chỉ cần dùng đến bốn như trên màn hình thì mình đang có một cái bảng góc lực. Thì chiều hôm nay mình vừa mới đăng cái bảng này lên trên cộng đồng Animobi. Mấy thời gian vừa rồi các bạn xem mình múa cũng hơi nhiều rồi, nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm sao để bắn được ở trong Animobi cách cho nó chính xác nhất. Thì có một cách thứ nhất thì các bạn bắn siêu cao, cái này thì có quá nhiều trên mạng rồi nên mình sẽ không giới thiệu lại. Các bạn lên mạng thì ghi là bắn siêu cao Gunny, nó ra một đống luôn, các bạn có thể dựa vào đấy bắn. Nhưng mà cái cách bắn đấy á thì mình khuyên các bạn là nên dùng trong một màn hình trở lại thì rất là chính xác, còn ngoài một màn hình đến tầm 1,5 màn hình thì nó vẫn tương đối chính xác chứ không chính xác hoàn toàn được. Như một trong một màn hình thì sẽ bắn rất là chính xác, thì ra mà mình bắn nó không chính xác, nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, không phải hướng dẫn mà chia sẻ thôi. Thực ra là có những bạn biết rồi thì có thể bỏ qua clip này, còn những bạn nào mình chia sẻ cho những bạn nào không biết nhé, bạn nào không biết thì có thể tham khảo thôi. Đấy, hôm nay mình sẽ chia sẻ bốn góc, góc 65, 70, 75, 80. Thì cách bắn nó y hệt nhau thôi, cái quan trọng là các bạn phải nhớ được khá nhiều. Như kia trên đây, trên bảng này thì mình có thể hiện khá chính xác rồi. Mình chia một màn hình thành 10 khoảng nhá, mình vẫn chia thành 10 khoảng, nhưng mình sẽ chỉ lấy 4 mốc chính thôi, bởi vì trên cái minimap nó chỉ hiện 4 mốc trên một màn hình thôi, nên mình sẽ thể hiện 4 mốc thôi, còn những cái khoảng còn lại các bạn tự án, nó cũng dễ mà. Đấy, thì đầu tiên là góc 65 nhá, thì một màn hình là lực 53, một nửa là 73. Đây, bên này là góc này, ở trên là khoảng cách, còn ở giữa là cái bảng lực. Các bạn kéo lực đến cái chỗ đấy là sẽ chắc chắn là trúng. Ok, yên tâm, yên tin mình đi. Đấy, thì một màn hình là 10 nhá. Một màn hình là cái vạch 10 kìa, là một màn hình kìa. Thì góc 65 sẽ là 53 lực. Hai màn hình sẽ là 83 lực. Đấy, nói chung là cứ nhớ lại. Cái màn hình này, cái hình ảnh này mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Các bạn bấm vào link ấy thì sẽ ra đến cái hình ảnh này thôi. Các bạn cứ tải về và dùng cũng được. Mình nói nhắc lại là cái này bạn nào không biết thì có thể tham khảo thôi, còn bạn nào biết rồi thì không cần xem cũng được. Ok. Đấy, thì không có bạn này bảo là múa dìu có mắt thợ. Mình bắn cũng bình thường thôi chứ không phải là bách phát bách trúng. Đấy, thì góc 70 thì một màn hình là 61 lực, hai màn hình là 95 lực. Hai màn hình thì các bạn sẽ dùng góc 70 và 65 thì sẽ rất là chính xác, tương đối thôi. Còn phụ thuộc vào các bạn nhớ được lực hay không. Thì cách mà để nhớ được cái bảng này á thì đương nhiên là các bạn không bắn toàn bộ, không luyện tập cùng một lúc cả bốn góc này nhá. Mình khuyên các bạn là đầu tiên bạn tập bắn siêu cao trước, sau đó là bắn góc 65. Tí nữa còn vấn đề về gió thì mình sẽ nói sau. Đấy. À, góc 65 thì các bạn như này, đây là không có gió này. Tí nữa có gió thì mình sẽ nói sau nhé. 65 thì như này. Thì các bạn sẽ tập với góc 65 trước, rồi sau đó là góc 80. Như mình tập thì như thế mình sẽ thấy nó rất là đơn giản. Góc 65 này, xong góc 80, rồi về góc 70, rồi đến góc 75. Trong một màn hình thì các bạn cứ bắn góc 80 thì nó sẽ dễ trúng nhất, dễ trúng hơn cả góc 65. Góc 65 thì bắn trong một màn hình nó hơi bị chéo ra mà. Thế nên là đôi khi các bạn bắn là nó sẽ bị xéo mặt sau ấy, nên là nó sẽ bị mít những tia sau đấy. Đấy, góc 70 cũng vậy, bắn được hai màn hình nhưng mà trong một màn hình thì bắn sẽ rất là chéo. Trong một màn hình thì mình khuyên dùng góc 80. Đấy, một màn rưỡi thì các bạn cứ dùng góc 75 hoặc góc 70 nhá. Hai màn hình thì cứ 70 và 65 thôi. Thực ra là hai màn hình thì Gunny mới chỉ có cái map, có map miếu thần thì bây giờ nó chẳng bao giờ nó ra. Có map thứ hai là map map mới, cái map gì mà có hình con chim ấy đấy, không mình không nhớ rõ tên nó là gì đấy, nhưng mình nhớ là nó có hai con chim và cái map đấy là map mới, nó có hai màn hình. Còn lại map Brazil này, một số map nữa thì nó chỉ hơn 1,5 màn hình một tí thôi, thì các bạn cứ dùng góc 70 và 65. Đấy thì mình chia sẻ đấy. Còn vấn đề về nếu mà gió nó lệch thì mình phải bắn như nào, giảm lực hay tăng lực, thì mình có một cách này nhá, không cần phải giảm lực, không phải tăng lực. À đấy, mình cũng chia sẻ luôn là cách để chúng ta luyện tập nhá. Chúng ta sẽ vào trong đợi tí mình sẽ bật game lên.
Rồi đây, link mình đây. Sao lại đeo lưu gạch? À ừ, mình đeo lưu gạch để mình test mấy góc mà. Thì các bạn luyện tập thì các bạn đeo những vũ khí nào nó càng nhiều góc càng tốt. Đấy, thì mình sẽ đeo thử lưu gạch và mình sẽ... Các bạn đừng có vào sảnh để luyện tập những góc này nhá. Nếu các bạn không quen vào sảnh bắn chỉ bắn hành thôi. Đấy là mình khuyên như vậy. Các bạn vào học viện nhá. Để luyện tập thì các bạn cứ vào học viện. Rồi chọn map nào nó dễ một chút. Nó bằng phẳng ấy. Đây, rừng sương mù đây. Đây, cái vấn đề về gió sẽ như thế nào. Đây, các bạn mỗi ngày vào làm tầm nửa tiếng cái này là các bạn sẽ thuộc hết góc rồi mà. Đầu tiên gặp tập 65 này, 80, 70, 75 nhá. Đấy. Rồi, ở đây mình đang... thôi, mình bỏ qua cái đối thủ nhá. Ở đây mình bắn để cho các bạn xem. Còn đối thủ ở đâu thì mình không quan trọng. Đây là mình không bắn đối thủ nhá. Mình sẽ bắn đúng một màn hình. Là đây, bây giờ mình để góc 66 này. Thực ra là góc 65 nhá. Nếu các bạn để ý là gió xuôi này, mình sẽ lên một góc. Tất cả các góc nhá, 60, 65, 70, 75, 80 đều bắn như thế ạ. Cứ gió xuôi thì lên góc, còn gió ngược thì giảm góc. Gió xuôi thì mình lên góc, gió ngược thì giảm góc. Đấy, đại loại như vậy. Thì đây là gió xuôi 0.5 nhá, cứ 0.5 gió thì mình sẽ tính là một góc. Đấy, rồi bây giờ nhá, mình sẽ bắn một màn hình. Mình không cần biết đối thủ đứng ở đâu nhá. Mình sẽ bắn một màn hình. Rồi mình bò ra ngoài đây một tí đi. Không nên nó một màn hình nó bay quá ngoài mất. 66 nhá, một màn hình thì mình sẽ bắn lực 53. Không cần bắn trúng đối thủ nhá. Đối thủ coi như là không có đi. Rồi mình sẽ cho các bạn xem là làm sao để bắn vẫn trúng cái điểm đấy mà không cần phải giảm góc, giảm lực. Đấy đây. Bây giờ gió 0.2 nhá, thì thôi coi như mình bỏ qua gió đi. Mình vẫn để 65 nhá. Và bắn lực 53. Rồi các bạn thấy không? Vẫn trúng nguyên cái điểm đấy. Gió thế nào chăng nữa thì mình bắn lực đấy nó vẫn sẽ trúng thôi. Chuyển chỉnh góc đi là xong mà. Thế nhưng mà cái quan trọng là các bạn phải nhớ được cái lực đấy. Rồi bây giờ mình sẽ bắn test thử lực 75 nhá. Một màn hình là đây, gió xuôi à gió ngược 1.5 thì mình sẽ trúng một góc là góc 74. Nếu mà các bạn mà tập bắn siêu cao, mình khuyến khích các bạn tập bắn siêu cao trước. Nếu bạn tập bắn siêu cao rồi thì tập cái này nó sẽ rất là đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn cứ lấy đúng một cái mốc là góc 75 này, xong gió như nào thì bạn sẽ chỉnh theo. Rồi 74 nhá. Một màn hình là lực 70. Rồi, vẫn trúng về trúng y cái điểm đấy đi nhá. Này, 75 này. Gió như thế nào thì mình chỉ cần chỉnh góc thôi là sẽ trúng thôi. Không cần phải biết là không có gió mạnh mạnh tí để mình bắn được đấy. Vẫn trúng nguyên cái điểm đấy thôi. Không thể lệch được. Rồi, bot bắn. Rồi, bây giờ bắn 80 nhá. Một màn hình sẽ là lực 90. Ở đây là mình trong một màn hình, dưới một màn hình tí. Thôi mình cứ bắn 90 nhá. Rồi, vẫn trúng. Vẫn là cái điểm đấy. Xem có thay đổi gió một tí để bắn cho nó ấy nhỉ. Đây đây đây, ví dụ gió 0.8 thì mình sẽ coi như nó là 1 thì mình sẽ xuống 2 góc. Rồi bây giờ bắn 53 này. Đấy, nó sẽ vẫn trúng vào cái điểm đấy thôi. Cái mấu chốt ở đây là các bạn nhớ được cái bảng kia, cái mấu chốt vẫn là cái bảng đấy. Còn gió thì đấy, mình các bạn thấy mình thể hiện nó rất là đơn giản thôi. Gió xuôi thì giảm góc, gió ngược thì gió xuôi thì mình lên một góc, gió ngược thì mình giảm góc, cứ 0.5 gió là một góc, cứ thế là tính thôi. Còn cái bảng góc lực thì mình sẽ để dưới phần mô tả, các bạn kéo xuống mà tìm thì sẽ ra cái link này. Còn gì nữa không nhỉ? Chắc hết rồi. À thì mình bây giờ mình đang tập góc 45 rồi. Bao giờ mình tìm ra được cái công thức chuẩn của góc 45 mình sẽ tiếp tục làm video để cho bạn xem nhé. Ok. Đừng quên nếu các bạn thấy video này hữu ích nhá, hãy bấm like và đăng ký ủng hộ cho mình, giúp mình có thêm động lực tìm thêm những cái thủ thuật thật là hay để giúp các bạn chơi Gunny trở thành siêu nhân hết. Khi nào các bạn thuộc bốn cái góc này thì
là đã ổn rồi. Sau này mình tập thêm được góc 45 nữa thì chắc là thành siêu nhân luôn. Rồi ok, rất cảm ơn các bạn đã xem của clip của mình nhá. Đừng quên bấm like và đăng ký ủng hộ cho mình. Cảm ơn nhiều quá nhỉ. Thôi, chào các bạn nhá.